Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hatchback hạng nhỏ quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2016. Chiếc xe này sau 6 năm thì chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp. Tại sao lại còn rất là mới, rất là đẹp thì thưa với quý vị các bạn, ở chiếc xe Suzuki Swift này nó cũng là cái thuộc phân khúc nhỏ, gần như là chiếc xe này chỉ có chạy ở trong nội đô thôi, để dành cho chị em phụ nữ hoặc là anh em đi làm công sở, đi làm với quãng đường rất là ngắn thì người ta sẽ chọn những chiếc xe này. Cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, đẹp và nguyên bản và zin từ cái dàn cái bộ ghế nỉ còn nguyên bản cơ quý bạn ạ, còn rất là đẹp. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã vừa mới thay lên một cái dàn lốp mới xong, dàn lốp đầu tiên của xe vừa mới do thời gian sử dụng nó dài, từ 26 đến bây giờ là hết hạn sử dụng của cái lốp, cho nên là chủ xe đã thay lên một cái dàn lốp mới rồi, còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Swift 2016 này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thì đã được nhận ngay chiếc xe này về sử dụng rồi. Vì vậy quý vị các bạn mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift 2016 này quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất bên ngoài, tức là cái phần thân vỏ nước sơn bên ngoài quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2016. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi, màu đỏ đun rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn thấy được rồi đấy ạ, chiếc xe này rất là đẹp. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi một chút rồi, và bây giờ tôi chỉ có quay lên để giới thiệu cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu sở hữu chiếc xe này thì về cũng chỉ việc là đổ xăng vào mà chạy thôi. Rất là đẹp quý vị các bạn nha. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn đấy ạ, hôm nay thời tiết rất là nắng nóng, bây giờ tôi để ra trời nắng như thế này, nếu như mà nó bị đâm đụng hay là va chạm nặng mà phải làm lại là nhìn nó rất là rõ, còn là nó chỉ xước sát thì là nhìn nó rất là dễ đấy ạ, nền nó rất phẳng. Đấy, đây là cái phần đầu quý vị các bạn nhé, phần đầu của chiếc xe rất là đẹp. Màu đỏ này để ra ngoài trời nắng nhìn cũng rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã thay cả một cái dàn lốp đây ạ. Dàn lốp chủ xe thay từ năm 2020 quý vị các bạn nhé. Đấy, và la răng thì cũng chưa có xước sát gì cả. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Cả một cái dàn lốp mới tinh, chủ xe thay từ năm 2000, gọi là mới tinh nhưng mà thay từ năm 2021 quý vị các bạn ạ. Đây, 2021 chủ xe thay nhá, lốp vẫn mới tinh. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái dàn lốp, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp đều rất là mới, rất là đẹp như này đấy ạ. Đấy, dàn lốp đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chủ xe đã thay lên một cái dàn lốp mới cho chiếc xe Suzuki Swift này rồi ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, từ những cái cụm đèn pha còn rất là mới này. Đấy, rất sáng, rất bóng, từ năm 2016
mà cái cụm đèn còn rất đẹp như này đây quý vị bạn nha. Đấy, phía bên dưới là cụm đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm này, lưới tản nhiệt này, mặt ca lăng đều rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Chiếc xe đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện quý vị bạn nhé, đây là gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Gương chiếu hậu gập điện. Khóa thông minh, đề nổ sẽ tắt tốt. Nhìn về cái từ cái phần ba đời sốc sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới nhé. Từ những cái chữ này, logo, đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cụm đèn mới tinh, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, nhìn về cái phần ba đời sốc sau cũng còn rất là đẹp. Và cái đặc biệt mà bây giờ là mọi người đang yêu thích nhất ở chiếc xe Suzuki Swift này đây quý bạn ạ. Bởi vì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rất là tiết kiệm quý vị các bạn nha. Động cơ 1.4 lít và số tự động, nhưng mà chỉ chạy hết có 6,1 lít cho quãng đường 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong khu đô thị là 7,78 lít, nhưng nếu chạy ngoài đô thị chỉ 5,06 lít thôi quý vị bạn ạ. Quá là tiết kiệm nhiên liệu. Trong cái lúc xăng dầu đắt như thời điểm này thì những chiếc xe Suzuki Swift này lại rất có hiệu quả đối với người dân Việt Nam mình trong cái thời điểm xăng đắt quý vị bạn nhé. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Đấy, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, bấm mở cửa. Đây là cái phần keo chỉ đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa phía trước. Đấy, tất cả còn rất là đẹp đây quý bạn này. Tabi rất là đẹp luôn này. Đấy, tabi rất là mới. Ốc bản lề cánh cửa này còn mới nguyên quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề. Và đặc biệt là quý vị các bạn xem là chiếc xe này là nguyên bản luôn ạ. Chủ xe mua về chỉ có dán kính thôi, còn lại là trải sàn cũng để nguyên bản này. Ghế nỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, ghế nỉ mà nguyên bản mà còn đẹp như này quý vị bạn này. Đấy, phải nói là chủ xe đi ít nhưng mà lại giữ gìn rất là tốt, cho nên là cái ghế nỉ nó mới còn nguyên bản như này. Chứ còn đa số là mọi người phải bọc ghế da rồi, vì là cái ghế nỉ nó sẽ kém chất lượng, nó sẽ nhanh hỏng. Đấy, chứ ghế nỉ đây lại còn mới tinh luôn ạ. Giống y như một chiếc xe mới. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Đấy, cũng giống như vậy ạ, keo chỉ còn nguyên bản này. Cái này là cái gioăng này là chủ xe lắp thêm mà. Đấy, gioăng này lắp thêm quý vị bạn nhé. Nhưng keo chỉ tôi cam kết với quý vị bạn là nó còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản hết. Đấy, và toàn bộ táp đi cánh cửa đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đây, cái ghế nỉ này, đằng sau này ghế nỉ lại càng mới luôn đấy ạ. Đấy, phải nói là rất ít xe mà giữ lại cái bộ ghế nỉ nguyên bản như này nhá. Đa số là mua xong là bọc ra, vì gần như là những chiếc xe Suzuki Swift thì dành cho chị em phụ nữ hay có trẻ em đưa đón trẻ em, cho nên là nó bẩn, nên là bọc ra. Như chiếc xe này thì gia đình này thì chị phụ nữ này đi nhưng mà cũng đã có tuổi rồi, cho nên là không có con nhỏ, con cái lớn rồi, cho nên là chiếc xe giữ gìn rất là sạch đẹp luôn đấy ạ. Đấy, từ những cái phần trần, trần màu kem mà rất mới, rất đẹp như này đấy ạ. Đấy, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, xem về cái phần nội thất bên trong. Đấy, từ những cái táp bi cánh cửa này, vô lăng này, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Vô lăng cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, đầu CD, màn hình điều hòa auto luôn quý vị các bạn nhá. Khóa thông minh, đề nổ start top. Đấy, từ những cái táp lô đều rất là đẹp luôn. Táp bi đều rất là mới này, phần nhựa này, phần nỉ trần đều rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, toàn bộ những cái phần nhựa này quý vị bạn thấy đây, nó mới này, mới đều. M
mới đều luôn đấy ạ. Từ những cái phần ý, kể cả những cái phần lót chân đây này, đều mới luôn đấy ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp. Đấy, những cái phần nhựa, phần nỉ đều rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cốp sau, từ những cái ốc cốp sau đây quý vị và các bạn nha. Ốc cốp sau còn nguyên bản này. Đến từng những cái keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn gì đâu ạ. Đấy, rất là đẹp, một chiếc xe Suzuki Swift 2016 tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đấy, và đây là cái phần cốp sau đây quý bạn này, lốp sơ cua cũng còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Là cái phần cốp sau của những chiếc xe hatchback thì là cái cốp nó hơi nhỏ một chút quý vị các bạn ạ. Đấy, nhưng mà đều rất là đẹp này ạ. Từ những cái phần nhựa này đều rất đẹp này, đến những cái phần nỉ trần. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã làm thêm một cái lớp gioăng. Gioăng này gọi là gioăng chống ồn đấy ạ. Đấy, cam kết với quý vị và các bạn là không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả. Cho nên là tất cả keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, táp bi, cánh cửa phía sau đều rất là đẹp này. Ốc bản lề phía sau đấy còn nguyên bản hết luôn. Đấy, và đây là cái phần nội thất phía sau đây ạ. Hàng ghế sau cũng và còn nguyên bản ghế nỉ quý bạn nhá, đều rất là đẹp, rất là mới này, quá là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2016 tính là 6 năm sử dụng rồi. Như chiếc xe này thì gần như là chiếc xe chạy nội đô, chạy trong đô thị Hà Nội thôi, cho nên là chạy rất là ít, chỉ hơn 5 vạn km, cho nên là tất cả nó còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, còn mới nguyên, ghế nỉ mà còn giữ được mới như thế này đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng là bấm tay để mở cửa đây quý bạn nhé. Khóa thông minh. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ là nguyên bản hết luôn. Táp bi rất là đẹp đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên. Đấy, và đây tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nha. Chiếc xe này sản xuất năm 2016 này, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, 2016 luôn quý vị các bạn nha. Tem của nhà sản xuất đấy ạ. Và đây, từ những cái lót sàn nguyên bản của xe vẫn còn nguyên đấy, và còn rất là mới này. Vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả là còn rất là đẹp. Rất là mới đấy ạ. Từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp này. Đấy, và toàn bộ về những cái phần nỉ trần rất là sạch, rất là mới. Ốc bản lề cánh cửa sau đây quý vị và các bạn này còn nguyên luôn này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo trước đã nào. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Ốc tai cũng còn nguyên bản này. Cho đến toàn bộ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn nha. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên này, toàn bộ nguyên bản hết luôn. Ốc cabo đây còn nguyên này, ốc chân cabo cũng còn nguyên này, ốc tai còn nguyên này, số khung đây quý vị bạn này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Kể cả cái dàn ốc xương đầu xe này cũng còn nguyên này. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và cái động cơ này thì Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc Swift 2016 này là một khối động cơ xăng 1.4 lít.
cái động cơ xăng này, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Tính trung bình chỉ hơn 5 lít cho 100 km thôi, và tất cả là còn nguyên bản đây quý bạn này, từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này không bị tai nạn, không bị ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Suzuki Swift 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chạy hơn 5 vạn km với một chủ từ đầu quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Như vậy là quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 3 năm quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh hơn 5 vạn km này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki Swift này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Thank you.